Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác là một cái combo em đang test cũng như là đánh dấu chi tiết để gửi cho anh Trường Dương ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Thì cái combo 2 trong 1 này để anh về anh chơi những cái dòng loa bass 30 và những dòng súp hơi. Thì tại sao em lại nói là 2 trong 1? Vì khi các bác sử dụng một chiếc đẩy 3 kênh thì lợi thế hơn là các bác sẽ sử dụng được một cái kênh thứ ba để các bác đánh loa lời hoặc là các bác đánh loa súp các bác nhé. Thì hai kênh còn lại thì các bác đánh loa full. Thì với con đẩy 3 kênh này thì model của nó là MA330 hàng bãi các bác nhé. Bên trên thì đó là một dòng mic Shure UGX23 phiên bản cao cấp nhất của dòng Shure hàng loại 1 các bác nhé. Cái dòng này thì hiện tại đang sử dụng 4 dâu, sử dụng 4 dâu sóng ổn định và tiếng rất là thanh hay, có tự ngắt các bác nhé. Bên trên cùng thì nó là dòng vang BD M8+, một dòng vang rất là thương hiệu của dòng BD Audio. Có các chức năng như là cổng AUX này, USB này, Bluetooth này, cổng quang này. Đó. Và có nút feedback ở bên đằng trước này, có cái giải LED ở bên trái. Và các cái nút để các bác sử dụng tăng bass, nhạc và mic và echo. Thì với những cái sản phẩm này thì bên em giới thiệu rất là chi tiết trên kênh rồi. Đây là em ghép nhanh để gửi cho anh Trường Dương ở Tuyên Quang thôi. Thì ở đây thì cái cách đấu nối, thì ở đây hiện tại thì em đang cho nhạc vào cổng AUX. Thì em có ký hiệu là cổng AUX đây. Đó, nhạc từ một chiếc laptop các bác nhé. Và tiếp theo đó đây là phần mic sau. Với những dòng vang này thì có thiết kế mic sau, thì các bác kết nối từ mic sau. Và về anh lưu ý là anh thêm dâu vào nhà, ở trong hộp thì em để rồi. Hiện tại thì với không dâu thì sóng thoải mái trong nhà, anh không cần dâu thì cũng vẫn chạy bình thường. Vì cái phiên bản này là phiên bản nâng cấp cho nên sóng nó rất là ổn định. Nếu mà anh muốn bắt xa thì anh thêm cái dâu ở đây. Và ở đây là hai cái cổng ra. Hai cổng ra thì sẽ trực tiếp xuống cổng 1 và cổng 2. Còn cổng thứ ba này khi anh sử dụng súp thì anh sẽ sử dụng thêm cái cổng súp ở đây. Đó. Lát em sẽ tặng thêm một chiếc dây Canon như vậy thì anh cắm từ súp, từ cổng súp này xuống cổng số 3 này. Đó. Đây là cổng 1 và cổng 2 là cổng loa full nhá anh nhá. Còn ở đây thì hiện tại thì em đang sử dụng hai cái jack khóa loa này để sử dụng cái loa full này, bass 30 này. Còn cổng thứ ba này thì khi anh sử dụng cái cổng súp vào đây thì anh sẽ sử dụng thêm một cái jack Neutrik vào đây. Đó, anh chỉ cho vào đây thôi là được. Đó, cái cách tiếp nối nó đơn giản như vậy thôi. Cho các bác cùng thẩm âm nhé. Với combo này thì có giới thiệu trên kênh rất là cụ thể cho các bạn. Nghe em đi rồi anh trừ vì đơn côi, nhạc sâu chỉ phôi đưa anh vào cuối nẻo cuối đời. Buồn ơi là buồn, nghe mưa vì sắc mắt ai. Đường em đi xa vời, cao nguyên mây trời theo gió lòng hơi người tình ơi, ai hiểu cho tôi. Em xa đi vì theo cuộc tình kiều sa, đường dài phóng ba anh quay
lắp thì mình rất là nhẹ nha các bác nhé. Với dòng vang BM 8 cộng này thì cái vang nhại rất là dẻo. Thì về anh chỉ việc chỉnh thêm ở đây có các cái nút để anh có thể chỉnh bằng những cái tu vít. Thì nó là hệ vang cơ mà. Thì anh sẽ sử dụng chỉnh về phần nhạc này, chỉnh về phần mic này và phần echo này. Đó là tùy theo cái không gian và cũng như là cái tai thẩm âm của anh muốn chỉnh thêm bao nhiêu. Còn hiện tại thì em đã chỉnh mặc định nó theo với những cái dòng 30 và súp là như vậy là ok rồi. Vâng, em rất là cảm ơn anh Trường Dương ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Em cũng xin được kết thúc video. Các bác nào mà có nhu cầu những cái combo đẩy 3 kênh 2:1 hoặc là những dòng đẩy 2 kênh Martin ETC BD Audio hoặc LA thì các bác thể liên hệ trực tiếp, hoặc là với những cái dòng B3 các bác liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc số điện thoại là 0977434361 các bác nhé. Ok, em xin được mến chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.